gọi là kinh điển đã bốn nét điệp đáo, gồm hai quyển do ngài Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Du của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sinh đời mạt pháp cầu học pháp lành, ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyển thượng nói rõ cách chiêm quỷ để xem xét nghiệp báo thiện ác. Quyển hạ thật thuật rằng nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chiêm xét tức là dùng tướng mộc luân, mặt gỗ, siêu quỷ để biết nghiệp thiện, nghiệp ác cùng quả báo khổ vui, làm giữ đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm mộc luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mảnh gỗ nhỏ thành nhóm thứ nhất. Viết 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mảnh gỗ khác, có khắc nét dài, ngắn, sâu, cạn, lớn, nhỏ thành nhóm thứ hai. Viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nữa, mỗi mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn trừ một mặt trống thành nhóm thứ ba, đem gieo từng nhóm trên vật sạch. Do những mộc luân đó hiện ra những chữ có số gì, rồi theo đó mà xem xét việc làm giữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước, đời này, vân vân. Đó là nội dung quyển thượng. Tuy về hình thức là chiêm bói, nhưng thực chất lại khác xa muôn trùng đối với những việc chiêm bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chiêm bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc thành Phật xuất gia tại gia, có quy y, thọ giới hẳn hoi. Và trước khi muốn chiêm xét, phải biết cúng dường tam bảo, sám hối, phát nguyện, tùy hủy, hồi hướng, có được đức tin hoàn túy thanh tịnh rồi, thì sự chiêm xét thiện ác mới tương ưng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật Bồ Tát và ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cầu cần mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chiêm xét sẽ không tương ưng. Lại nữa, khi thực hành theo đúng lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát về việc mình muốn xem xét, thực hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện, cũng chính là một phần mãn muốn nơi thể hướng dụng của chân tâm chúng ta. Quyển hạ này, kinh chỉ này chỉ dạy về phép quán như thế nào để đúng với nghĩa thật của Đại Thừa. Nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa để tu học, trước tiên cần phải biết hẳn căn bản ban sơ, đó là cảnh giới của nhất thật tướng. Nhất thật tướng này được tóm nêu bằng hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là thức a lại gia. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các phép. Thức a lại gia là nghĩa sinh diệt của tất cả các phép. Học tập quán này có hai đường lối quan sát, đấy là pháp quán duyên tâm thức và pháp quán thật tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức có thể trực nhận ra nhất thật tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ dựa vào chứng tính Bồ Tát. Vị nào không kham nổi việc tu tập hai pháp quán nói trên, hãy niệm danh hiệu của Đại Bồ Tát Địa Tạng, cầu xin về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc vì một đức Phật ở phương nào, xoay về hướng ấy mà niệm danh hiệu của ngài. Đến khi được nhất tâm sẽ tùy nghiệp sinh vào cõi đó, lúc đó sẽ không còn vào rơi đường ác tám chỗ nạn, sẽ thật sự đức tin về Đại Thừa, mau được bất thoái chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của bộ kinh chiêm xét báo thiện ác. Đức Đại Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sinh đời mạt pháp mà đã thay Phật chỉ dạy làm rễ mọi điều. Ở Trung Hoa, từ đời nhà Tùy trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này để thực hành pháp sám tội số ấy rất nhiều, đủ cho thấy thực dân gian của Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau. Có điều là từ đời Tùy đến đời Đường, kinh này bị một số học giả xem là mỹ tạo vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường, Tiên Hiện Đại Châu cũng như sư Định Mục lục các kinh Phật các bộ khai nguyên thích giáo lục mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào mục lục các kinh trong Đại Tạng, sự truyền bá có hơi rộng rãi kể từ đó. Đến đời Minh có Ngạch Chiếu Húc Đại Sư trước tác một quyển tựa đề là Huyền Nghĩa Kinh Chiêm Xác, hai quyển chính xác nghĩa sớ và một quyển chiêm xác hàng phép. Cách thực hành việc chiêm xác bốn quyển trên đều là chủ sớ của kinh này theo tài liệu Lực Đại Gia Bảo Ký quyển 12. Cận tại đây cũng là ngài luận sư hoàng nhất, trong khi biết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thắng Đức Đại Quang nhìn chung về thắng đức của Bồ Tát Địa Tạng đã trích dẫn kinh chiêm xác này rất nhiều và đề cao bi nguyện độ sinh của Đức
hiện ra tại công tác đối với chúng sinh ở cõi ta bà. Ngày nay hàng ngũ xuất gia tại đây như chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức là thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang bị suy vi, tà pháp đang lừng lẫy, điều đó là rất hiển nhiên không thể phủ nhận. Tuy rất nhiều vị pháp tăng trỗi dậy cầu vô thượng bồ đề và tu theo các mô thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả lại không phải là đa số mà hầu như rất hiếm hoi. Phải chăng đều là do thúc thế thiện căn còn mong manh yếu ớt mà nghiệp chướng và tội nặng hiện tại và quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều điều chướng nặng hoặc bị sự nhiễu loạn bởi các thứ quỷ thần của 95 phái tại sự ngoại đạo khiến cho lui mất căn nặng hoặc trở lại cầu phúc báo nhỏ mọn ở thế gian, như Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dạy trong kinh này. Cũng vì nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại từ bi vô tận, chỉ dạy các chiêm xét nghiệp báo thiện ác để người tu hành tự biết tung căn của mình, sau đó lựa chọn các tu phù hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự báo hạn của các thứ ma tà xén lên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chiêm bói chưa bước kinh thừa, cho rằng Phật pháp theo chuẩn với hình thức nói quệ của thế gian. Với hình thức một bộ mục luân gồm 19 mảnh gỗ chia làm 3 nhóm, nhóm đầu gồm 10 cái, hầu như tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa 3 mảnh thông nhiếp nghiệp thiện ác sâu cạn riêng nghiệp của thân khẩu ý, nhóm sau 6 mạng thâu nhiếp 6 căn 6 trần 6 phức thuộc 18 giới với 189 hiện tượng của phản thắng thế gian và xuất thế gian. Như vậy được thấy kinh chính xác nghiệp báo thiện ác này thật bất khả cương nghị, không một loại có phải nào có thể sánh kịp. Riêng về thật nghĩa của đại thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi vĩnh hạ. Nếu đem luận đại thừa khởi tính của Bồ Tát Ba Minh Đệ Tạng đã tạo để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận khởi tính phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt lại về ý nghĩa trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì nhân duyên này mà chúng tôi dựng kinh này. Xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ kinh chính xác này chưa thấy lưu thông, lại cũng ít khi được nghe đến. Hay tình cờ một nhân duyên nào đó thúc đẩy khiến cho một Phật tử người Đài Loan khi làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý 1996 đã đem theo bộ kinh này với hộp mộc luân được khắc chặn lại và rất công phu, có cả đã chỉ dẫn phương pháp sử dụng với chính mộc luân để chính xác. Cư sĩ muốn tìm người dựng ra kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam, sau một thời gian mấy tháng tìm không được người, ông thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh và một lần này về Đài Loan được Phật tử Việt giới thiệu đến chúng tôi. Ông vui lòng trả lại bản kinh vào hộp một lần với hy vọng tôi có thể dựng bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh đầu tháng 4 năm 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày, mặc dù trong một phần đã và ác cư kết hạ. Với nhiều bận rộn, tôi vẫn cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng thì tôi xong hai quyển với phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng mộc luân để những vị tu sĩ, cư sĩ Phật ở Việt, Phật tử Việt Nam bớt khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh, như thế nguyện vọng của ông đã thỏa mãn. Phải chăng đây đều do thần lực của Đức Địa Tạng Bồ Tát gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được điều này? Tôi thầm tin tưởng như vậy, xin ghi lại nơi đây để nghĩ đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng kinh chiêm sát nghiệp báo thiện ác này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng trong hạ mùa an cư Bính Tý 1996, dịch giả kính ghi. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đấng nhất thiết trí ở thành Phương Xá trong núi Linh Thú dùng sức thần thông thị hiện đạo tràng thành tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng cầu hội diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tấn Tử Tài đứng dậy sự lại y phục vén áo vai mặc cùng kính chắp tay bạch lên Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, này con giữa chư đại chúng đây muốn có chỗ hỏi, thưa thỉnh Đức Thế Tôn cuối mong Đức Thế Tôn rủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi, Như Lai có thể nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Định Tính Hưa: như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập nghiệp rồi, đến sau thời kỳ chấn pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết sang thời mạt pháp, vào thời kỳ này chúng sanh phước mỏng, nhiều sự
suy buồng quốc độ xảy ra rối loạn hoài hoài, tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ác nạn toàn những sợ sệt bức xúc chúng sanh, đệ tử Như Lai đa số đánh mất niệm lành của mình chỉ nuôi lớn thân tham, giận căn tị ngã mạn vân vân. Sẽ sự có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ là cầu lợi dưỡng tiếng khen theo người thế gian, lấy đó làm đất chẳng thể chuyên tâm tu pháp xuất yếu. Trong thời kỳ này chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ khiếp nhược lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được cơm ăn áo mặc để nuôi thân mẹ. Do những nhân duyên đầy dẫy các thứ chướng ngại như thế cho nên đối với chính pháp của Phật căn tính của họ trở nên chậm lụt, đức tính ít ỏi. Người chứng được đạo cực kỳ hiếm đến lỗi lần lần đối với ba thừa, những người thành tựu đức tính căn bản lại cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình vân vân lần lượt chẳng còn. Vào thời mà pháp lâu xa như vậy, trừ người chứng được đạo quả, người được đức tính, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kính bạch Đức Thế Tôn, con vì thời đời ác trước sau này khi tượng pháp sắp hết và vì chúng sinh căn lành nhỏ nho trong thời mạt pháp, xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật khiến sân lòng tin được, trừ suy buồn bởi các chúng sanh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại nên họ thoái tâm lành. Đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế phần nhiều nghi ngờ chẳng thể bền lòng, chuyên cầu thiện pháp chúng sanh như vậy đáng thương đáng cứu. Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn Ba La Vô Tận chi biết tất cả, xin khởi phương tiện dạy rõ điều này khiến lừa lưới nghi trừ các chướng ngại, thêm được đức tin nương theo các thừa mà mau mau được giải thoát. Đức Phật bảo ngài kiên định tính rằng lành thay lành thay, ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nên trong hội này có Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với người, vị Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện mở bài diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát kiên định tính bạc Phật, kính bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này? Đức Phật bảo ngài kiên định tính, ông chớ có xin tư tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng từ kiếp từ lâu, người đã chứng vào vị nhất thiết trí công đức tràn đầy chỉ vì nương sức đại tự tại và thệ nguyện xưa mà khéo hóa huệ ứng thân mười phương, dù rằng khắp tất cả cõi nước khởi dục đột sinh, nhưng với đời ác năm trực riêng người là làm lợi ích giáo hóa sâu dài hơn cả, lại cũng nương sức quân tập thệ nguyện thủ xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới ta bà thành thục chúng sanh, do đó trong đại hội này thần tướng của người đoan nghiêm oai đức thù thắng chỉ trừ Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Vả lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa lờ thế giới này trừ những vị đại Bồ Tát Như Văn Thù Sư Lợi Quay Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi bản thể và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sanh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ tất cả chướng ngại trong khắp sơ nhân để họ được an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đấng khéo nói pháp an ủi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu, có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng khiếp nhược bởi những nhân duyên như vậy. Cho nên nơi thế giới này chúng sanh khác nữa chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói khi ấy Bồ Tát kiên định tính được hiểu, đã hiểu được ý Phật. Ngày đó ngài liền mở lời khuyến thỉnh Đức Địa Tạng rằng: hai thầy đấng đại sĩ cứu đời, hai thầy đấng đại trí khai nạn, những điều tôi hỏi những chúng sanh trong đời ác trường dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại, đứng vững niềm tin này. Đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó, xin ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài tiên tĩnh rằng: này Việt Nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác trục những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và thoát thế gian như chưa có được đức tin quyết định, chẳng thể tu học được, ngồi về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất định, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế, hoặc là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt, do chẳng siêng quán những pháp như vậy cuối cùng chẳng thể không tạo lỗi thuộc 10 điều ác căn bản. Đối với công đức của Phật pháp tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo, chẳng hay chuyên lòng tin tưởng sâu sắc đối trong ba định thừa, đều không định hướng những hạng người trên. Nếu có bất cứ thứ chuyến sinh nào thì mối lo lắng càng thêm tăng chữ, hoặc nghi hoặc hối đối với mọi điều tâm trạng sáng tạo phần nhiều lắm. Mày làm gì vậy? Chết nóng ở trên này con. Máy lạnh thì mày không bật. Đi xuống dưới đi con.
những cảnh giới nhiệm màu của vua Tam Bảo chẳng hai chuyên lòng. Tin tưởng sâu sắc đối trong ba thừa đều không định vương những hạng người trên nếu có bất cứ thứ chuyện như nào. Thì mối lo lắng này là không chịu không gì mà khổ đối với mọi điều tâm trạng hiểu rõ. Cần nhiều lo nhiều lắm chuyện làm buồn làm việc mất. Định tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật người nào có sự chứng nạn như thế? Nên dùng phương pháp xem tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước cũng như những sự khổ vui dữ làm hiện tại đời này. Duyên hợp mà có duyên thế thì tam nguyện nhắm theo tâm tướng hiện quả khởi, chẳng mất chẳng hư, tướng ưng với nhau không hề sai lệch. Hãy nên như vậy chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu rồi tự nhắc nhở như lòng của mình. Đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật hãy nên học tập phương pháp chiếm xét tướng mộc luân này, hết lòng nương theo việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu, chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên trở lại theo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiếm tướng sàn giữ của người thế gian rồi sinh ham đáng ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thành đạo bồ đề. Này thiện nam tử, muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải gác gỗ cỡ như ngón út dài dưới một tấc, chính giữa mặt gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn lần ra, ngửa tay gieo qua chỗ sạt bên cạnh, khiến cho chuyển đổi nhân vì nghĩa này mẫn gian lại luận. Lại nương tướng này có thể phá học lưới nghi chấp trong tà trung tâm của chúng sanh, chuyển sang đường chính đến chỗ an ổn nên gọi là luân. Về tướng mộc luân thì tất cả có ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng biểu thị nghiệp chúng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, luân này có 10. Hai là luân tướng biểu thị nghiệp chúng chứa nhóm trong những đời trước hoặc xa hoặc cần tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau, luân này có 3. Ba là luân tướng biểu thị thọ báo sai biệt cả trong 3 đời, luân này có 6. Như muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo từ trước thì phải khắc gỗ ra là 10 luân, y 10 luân này viết ghi sang tự của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân ghi ở một mặt, để lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 nghiệp thiện, khiến cho cân đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm hết tất cả các thiện pháp. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ của tất cả điều ác, có thể tóm hết tất cả ác pháp. Phép. Nếu muốn chiêm quẻ tướng mộc luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành lễ chung tất cả 10 Phật 10 phương, nhân đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh 10 phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, vừa hỏi lãnh nhận chính phép của Phật. Kế đó nên hết sự học sự dốc lòng thành kính lại 10 phương tất cả pháp tạng, nhân đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh 10 phương đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng tu hành đúng pháp. Vì người diễn nói kế nữa phải hết sự dốc lòng thành kính lại 10 phương tất cả hiền thánh, nhân đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh 10 phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, phát tâm bồ đề đến bất thoái chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành kính lại nơi ta, hiện tại bồ tát ma ha tát, nhân đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh 10 phương mau được trừ diệt đi nghiệp ác, diệt các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ lại như thế rồi, tùy chỗ có được từ ngoài vân vân. Nên sắm cúng dường, trong khi cúng dường hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả các Phật pháp tăng bảo thể thường khắp xếp hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa cúng dường đồng với pháp tính sông khắp tất cả nước 10 phương của các nước Phật rộng làm Phật sự. Lại nghĩ 10 phương tất cả món cúng lúc nào cũng có, nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hoa hương chủ ngọc trần tham bảo cả những món chân quý, các thứ âm nhạc điền nước sáng tạo, món ăn thức uống y phục mềm nẹn thuốc thang vân vân, cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường tận khắp 10 phương và mình có thể hình dung nhớ tưởng đều cúng chung với tất cả chúng sanh dân kiến cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sáng sửa những món cúng dường trong các thế giới ta đều tùy nghĩ, người nào chưa thể xong sự cúng dường nguyện được dẫn dắt ta tu pháp cúng dường, lại nguyện thân ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước 10 phương, ở mỗi chỗ Phật pháp tăng bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với các chúng sanh đem đầm dân viếng cùng cúng dường tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng chùa viện tháp. Nếu tất cả Phật sự của các đức Phật cúng dường tất cả bao nhiêu đạo pháp và chỗ thuyết pháp cúng dường tất cả chư hiền thánh tăng, nguyện con cùng với tất cả chúng sanh tu hành cũng dường như thế, xong rồi lần lần thẳng tự 6 tay la mật vô lượng tâm, biết sau cái pháp xưa nay vắng lặng không sinh không diệt, nhất bị tình đẳng liền niệm thanh tịnh rất đáng tròn đầy. Lại một lần nữa một tâm một chỗ riêng
cũng dường ta, địa tạng Bồ Tát Mahātát tăng các sinh giang học tụng niệm thành, nhất tâm xưng rằng Nam mô địa tạng Bồ Tát Mahātát sinh giang như vậy đủ 1000 lần, qua 1000 liệu rồi bằng lời như vậy, địa tạng Bồ Tát Mahātát đại từ đại bi cuối mong Bồ Tát hộ điện cho con và tất cả chúng sanh mong trừ các nghiệp chướng, làm lớn đức tin hành tịnh khiến cho những điều xem xét hiện nay kẻ hợp tương xứng với sự thật. Nào đợi ấy xong rồi, sau đó tay cầm một lần ở trên vật sạc gieo qua một bên các thức như thế, muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy. Người xem nên biết người muốn chiêm sát đúng một luân đây tùy nghiệp được hiện đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng suy tư chiêm nghệ, hoặc là thuần đã đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thuận để chọn đủ, hoặc thuận ác chọn đủ nghiệp nhân, như vậy sống lại chẳng đồng tập khí quả báo mỗi thứ mỗi khác. Như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác, phải nên nhớ nghĩ suy ngẫm quan sát nghiệp chúng được hiện cùng với những việc quả báo khổ vui lắng giữ trải qua trong hiện đời này, như tương xứng với nghiệp tập phiền não đó được mệnh danh là thế hợp. Nó chẳng tương xứng, phải biết đó là chẳng hết lòng thành mà là luống sai. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ý thiện ác được tương ưng rồi, đời với những món thuộc năm thứ dục khi được sự ý chớ tự dễ nuôi rồi khỏi buồn lôn lệ, thì nên suy nghĩ ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay đã được báo này, nên ta cần phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp áp nạn hoặc là những sự suy não chẳng là đối lắng lo sợ chẳng được như ý, phải nên cam chịu chớ nên bi hối mà thái tu thiện nghiệp, liền nên xét nghĩ nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc phải phải như thế, nay ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cùng những chuyên tu pháp môn đối trị và tạo thêm nghiệp lành, không được dừng lại hay lời biến phóng túng. Nếu chẳng như thế, chỉ càng thêm sự chưa nhau các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây là phương pháp chiến xa bằng tướng một lần thuộc cách thứ nhất. Thiện nam tử nếu muốn chiêm sát nghiệp được chứa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mang yêu lớn nhỏ sai khác thế nào, lại nên khắc vũ ra làm ba luân biểu thị ba nơi thân khẩu ý, mỗi luân chủ một nơi viết chữ nào đó, lại nơi mỗi luân chính giữa một mặt viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến chi mí, kế mặt thứ hai viết vào đường gạch hơi nhỏ và ngắn, kế mặt thứ ba đặt một nét khác hơi to và sâu, đến mặt thứ tư khắc một nét cho lớn và cạn. Cần nên biết rằng nghiệp thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm, nghiệp ác sư hại giống như gạch bỏ, gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự chứa thiện vốn đã từ lâu trở lại, nghiệp thiện nghiệp đã làm mạnh mẽ bén nhạy việc làm tăng thêm, gạch nào nhỏ ngắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần cạn, chỉ mới tập tàn nền tại chậm chạp việc làm mỏng manh, nét khác nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán sâu ác từ lâu trở lại việc làm tăng thêm dư họa cũng dày, nét khác nào vừa to vừa cạn tượng trưng cho sự thoái tu thiện pháp trở lại gần đây mà mới tập tàn theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm, hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó được gọi là điều ác nhỏ. Này thiện nam tử, nếu như chiêm sát luân tướng lần đầu thì chỉ mới biết được thiện ác xa biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng thể biết tập quán chứa nhóm lâu xa hay gần, cũng chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu hoặc lớn hay nhỏ, thế nên cần phải chiêm sát luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm sát luân tướng lần thứ hai thì phải căn cứ theo nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì gieo luân tướng có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì gieo luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì gieo luân tướng đã có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân gieo chung một lần, phải tùy theo nghiệp chứ. Ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chỉ biết được điều tốt nơi thân mà trong luân tướng chứ thứ hai lại biết được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chi tham, chẳng được kế ước gọi là thân tướng. Lại nữa, chẳng tự ơn là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng thiết, hoặc nghiệp sau đã trộm cướp ý trước chú một xem nghiệp bất sát, như luân tướng xem lần thứ hai được ác nơi thân đó cũng gọi là chẳng được kế hợp. Lại nữa, nếu gái hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát không đạt dụng thiết, chỉ có ý là còn chuyện nghiệp sát, như trong luân tướng chiêm lần thứ hai được thân đại ác đó gọi là chẳng được kế hợp, từ đó suy ra trong nghiệp của cậu hay nghiệp của ý cũng chẳng tương ưng lại, như vậy cần phải biết rõ. Ngài địa tạng Bồ
ta bảo với ngài Kiên Tịnh Tín, ngài Thiện Nam Tử, nếu đời này và của các hạ chúng sanh muốn cầu thoát khỏi sân nhà bản chất vừa mới phát tâm tu tập thì định trí tuệ vô tướng cần phải xem trước nghiệp ác để tại trong đời chút nhiều hay ít nhẹ nặng như thế nào. Nếu như nghiệp ác sâu và lâu dài thời chẳng được học ngay pháp thiền định trí huệ, trước hết cần phải tu pháp sám hối. Vì sao thế? Người này đời trước tập khí tâm ác phản mẹ nhẹ bị cho nên hiện tại áp đã nhiều ác bị phản trọng công, cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thành tịnh mà lập tức tu thiền định trí huệ, người đó sẽ có nhiều chướng ngại chẳng thể thành công hoặc bị phát tâm lầm lạc cù lại, hoặc bị tà mang ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp phát tà thêm lỗi ác kiến thế, nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới thể đã được thanh tịnh hoặc tội hay tội nặng đời trước được nhiễm hoặc rồi áp lìa được các chướng, Thiện Nam Tử hành đã muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ đó tùy năng lực của mình mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải, trong các tôn trí tượng Phật Bồ Tát để cân sáng treo pha lọc lụa, chuẩn bị hương hoa để dù cũng như tắm gội thân thể, giặt sạch y phục chứa cho hôi hám mỗi ngày ba lần ở trong thất ấy, ba thời xương niệm danh hiệu sám hối, một lòng kính lại bệ Đức Phật quá khứ và 53 Đức Phật, kể đó tùy mười phương mà mỗi lại chung vận tâm lại khắp nơi có sắc thân xá lợi, hình tượng pháp miếu và những Phật sự của tất cả chư Phật, kế lại đại chúng tất cả chư Phật mười phương ba đời, lại nên vận tâm lễ khắp mười phương tất cả pháp tại, lại nên vận tâm đại khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong khắp mười phương, sau đó lưng duyên xưng danh thêm người và đảnh lễ ta Thiện Nam Bồ Tát Ma Ha Tát. Lễ như vậy rồi bạn phải nói về những tội đã tạo một lòng cũng bạn cuối mong mười phương chư đại từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại xin nguyện con và tất cả chúng sanh mau được trừ liền những tội từ vô lượng kiếp chuyển lại, mười thứ nghiệp ác, bốn thứ tội nặng, năm tội đại nghiệp tâm kiến điền đã chê và tam bảo tội nhất diễn đề vân vân. Khi đó thằng giả lại nên suy nghĩ đến tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điền đạo mà cưỡi, không có thể nhất định để có thể nắm bắt và thể của nó vốn là rộng lặng, vậy cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm diệt hẳn gốc tội. Kể lại phát lời nguyện khuyến thận sinh nguyện mười phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa thành vô thượng chánh giác xin nguyện vị ấy mau thành chánh giác, vị nào đã thành xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian để chuyển pháp luân không bao niết bàn. Kể lại phát nguyện tùy hỷ vị con và khắp tất cả chúng sanh rốt ráo lìa hạn thứ tâm ngăn tị tất cả cõi nước trong khắp ba đời, những người tu học được các công đức và được thành tựu con đều tùy hỷ. Kể lại phát lời nguyện hồi hướng những công đức mà con đã tu, nếu có lợi ích cho khắp chúng sanh đều xin hồi hướng về nhất thiết chí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi hành giả bước qua bên cạnh tịnh thất ôn lại nhất tâm hoặc niệm lớn tiếng hoặc là niệm thầm danh hiệu của ta, hành giả phải nên tiết giảm buồn nghĩ, nếu bị ôn trầm che mở tâm tính thì nên trở vào đại tràng trong pháp kinh hành niệm phục. Kể đến là phần giờ giấc đêm, nếu có đèn đến khắp sáng ban đêm cũng nên ba thời cũng quyền cúng nhờ sáng hối phát nguyện, nếu chẳng thể sắm đèn sáng xuống phải nên thường trực ở trong tỉnh thấp một lòng thực nghiệm hàng ngày được khám phát sáng như vậy chớ lười bỏ phế. Nếu có người sẵn nền đã thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân viên xấu ác rồi tạo điều ác thì tội chứng nhẹ tâm của người ấy mạnh mẽ lan lợi ý lớp hùng dũng trải qua 7 ngày liền được thắng tận trừ kết chứng ngại các hạng chúng sanh nghiệp có êm mỏng cộng cho đến căn tịnh có là có chậm say khác khôn lường, hoặc có những người sau 27 ngày thì được thắng tịnh, có người trải qua 20 ngày cho đến trải qua 49 ngày liền được thắng tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tan trưởng phải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu được can tịnh cực kỳ chậm lực tổ chức sâu nặng cần phải luôn luôn phát tâm nhỏ hoàn trọng và tưởng đến việc tinh thần mạnh thường xuyên xương niệm sớm tối kinh thành diệu quan tượng Phật, giảm bớt vũ kỹ lễ sám pháp nguyện vui tư cúng dường chẳng lừa chẳng bỏ dù cho mất mạng cũng chẳng thương mãi tấn như thế trong 1000 ngày quyết được thanh tịnh. Thiện Nam Tử nếu muốn biết được tớ thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp, qua sau 7 ngày phải nhờ mỗi bữa và lúc sáng sớm lấy tiếng một lần thuộc lớp thứ 2 18 đủ chân tay kêu rung 3 lần, nếu thanh khẩu ý đều là thuần thiện người đó gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này các hạng chúng sanh người đạo quá đẹp tu hành sám pháp thì quá khứ từ trước lâu xa trở ra ở trong phật pháp đời nào đã từng tu tập niệm pháp
nghề nghiệp đó cũng có dàn mặt đủ thứ khác lạ, dù đó là những hạng người trước kia. Trong lúc được sự tham tịnh hướng chẳng đồng hoặc có chứng sanh khi được ban nghiệp thuận tiện, bèn liền được xem các thứ tướng hảo. Hoặc có chứng sanh khi được tướng trạng ban nghiệp làm thì trong một ngày đêm lấy đã thay ánh sáng đề thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân thì thời tới, hoặc có cũng là không thể thân Phật đến để chứng minh. Tại sao đầu mình khen rằng làm thai như này thành sinh tay để chứng minh cho người, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc không thấy rõ hình tượng các Đức Phật phóng đại ánh sáng để vì chứng minh. Nếu người chưa thấy được ba nghiệp làm mà chỉ trước đó nghe thấy những về như vậy rồi cho mình là sáng có kết quả thì đó chính là hư vọng dối vì chẳng phải tướng lại vậy. Nếu người từng có gốc là xuất thế tùy sự nhập thọ của họ mạnh năng thì ta lúc đó tùy chỗ gián độ mà vì hiện thân công an từ qua khiến họ an ổn liền những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ về những việc làm giữ đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa nhìn pháp gì liền vì nó những nháo pháp thâm yếu ngay đó, người ấy hướng về thừa nào tức được tinh quyết được vững chắc, hoặc lần lần chứng khỏi vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sanh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hãy xin tu học với lòng chí thành kiến tâm, bỗng nghĩ được đến thật tự rồi ta cũng hộ niệm khiến cho chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chí ngại thêm ba ma toàn cũng chẳng đến phá hoại, cho đến tất cả những thứ quỷ thần của 95 thứ đại sư ngoại đạo cũng chẳng thể đem quỷ nhiễu bản thân một cái lên lười nhiễm tham của tu tập thiên định trí huệ. Lại nữa, nếu đời sau các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu, hễ gặp những thứ hoạn nạn tai ác nghèo nàn phú khổ lâu rồi bắt cũng nên cung kính lễ lại cũng liền tâm bản ăn năn tội ác để tạo và thường phát nguyện trong tất cả các thời, trong tất cả chú xin lòng xin niệm danh hiệu của ta với lòng trí thành cũng sẽ mau thoái thoát được các thứ suy não bỏ thân này rồi xin về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các chúng sanh tại gia xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh vì sự như trước đó tội nặng tăng trưởng chẳng được phép thọ, cũng phải như trên tu pháp sám hối với lòng trí tăng khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi liền hãy nghe thọ. Nếu chúng sanh ấy muốn tu tập theo đạo lý đạo thừa và cầu thọ những giới trong căn mạng của bậc Bồ Tát hay nguyện thọ chúng tất cả các giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là những luật nghĩa giới thiện pháp giới nhiếp chúng sanh giới, nhưng chỉ tìm những sư giỏi khéo có thể giải rộng đạo pháp Bồ Tát Phương Hoàng trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng mặt mười phương chư Phật Bồ Tát cung tịnh chư Phật làm thầy truyền giới, chư đại Bồ Tát làm bậc công chúng một lòng lập nguyện kể rằng mười phương chư hết nó mười giới trong tâm đã kể đến nơi chung ba thứ tu giới tự thể mà họ đây đắc giới. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời vị la cũng cầu xuất gia rồi lại chẳng thể gặp được giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm, hễ có khả năng học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi xong, những người ấy còn chưa xuất gia hay nên cảm ác mộng và pháp bị lập quyết như trên tử thể mà họ ba tục luật nghi của giới Bồ Tát đóng mệnh xanh là được đầy đủ giới ba la đề mộc sa của người xuất gia gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, sau đó liền phải tìm học hỏi luật tạng hành văn và luật tạng kiếp tập của Bồ Tát thừa thọ chỉ đọc tụng quán xét tu hành. Nếu tuổi xuất gia mà tuổi ngần ấy chưa đầy 20, phải nên trước thể nguyện thọ mười giới tâm mạng của Bồ Tát và thọ những điều gì của sa di hay sa di ni, liền phải gần gũi cúng dường cung cấp hầu hạ các bậc đã xuất gia kỳ cực vị đại chức đã học đại thừa tâm và họ đủ giới sa di mới học thỉnh cầu vị này làm thầy ý chỉ thực xin dạy dỗ tu hành ái nghi như những phép tắc của một vị sa di hay sa di ni. Nếu chẳng thể gặp được những người như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu vi luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm quán xét tu hành, hãy xin cúng dường Phật pháp tăng bảo. Nếu sa di ni tuổi đã 18 cũng nên tự thể học 6 giới pháp của một quốc gia trong tạng tỳ ni, cần phải học tất cả tụng giới của tỳ kheo ni lúc tuổi người đó tròn 20 mới có thể tụng thọ ba tụng giới của một Bồ Tát như trên đã nói, sau đó được gọi tỳ kheo ni. Nếu chúng sanh nào
tuy họ sám hối mà chẳng hay hết lòng chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo. Giả sử tác pháp tự mình họ rơi chẳng hỏi đắc rơi, bây giờ ngài tiên tự tính họ ngài điện thạm muốn tác hàm mà hà tác Phật đấng đại sĩ về sự trí tâm tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự trí tâm nào có thể cảm chịu mộng thấy tướng lành. Ngài điện tạm đáp, ngài thiện nam tự nói về trí tâm tắm tắt có hai, những gì là hai, một là trí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là trí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên thành tựu dũng mãnh. Từ sự trí tâm thứ hai có thể gần thái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự trí tâm này lại có ba thứ khác nhau giữa hạ trung thượng, những gì là ba bồ tát nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn tâm chủ tỏ ra, và hạ hai là tâm rộng mạnh, ấy là chuyên cây không thể biến chế chẳng hết tâm mà tập trung, đây là thân tâm, nghĩa là tương ứng với pháp lớp giáo chẳng phải bất thường. Nếu người tu tập pháp xem mối này cho đến chẳng được trí tâm bậc hạ thì chẳng thể có sự cảm chịu hướng tốt thành tâm. Trên đây là phương pháp chiến sát luân tướng thứ hai này. Điện Nam tự đều muốn chiến sát sự chuyển quả tâm sai phép đai đời lại phải khắc phục ra làm sáu luân. Nơi sáu luân này lấy các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào trong số đó một số chủ mục mặt mỗi luân, viết ba mặt mỗi mặt một số ghi thứ lớp không cho lộn đạn để biết những số như thế. Đến từ số 1 mà khởi lấy 1 làm gốc cái tướng, những con số như vậy tượng trưng cho nhóm 6 căn sắc tất cả chúng sanh đều từ cảnh giới nhất thật tướng tự tính thân tịnh tâm của Như Lai tạng mà khởi. Nương nơi cảnh giới chân vọng hay hợp của nhất thật tướng lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thật tướng soạn có vô mình chẳng có nhất chân pháp giới nhầm lẫn nhận làm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng rồi phân chấp đạp chưa nhóm mãi thành nhân duyên của nghiệp sinh cách giác bao nhiêu mắt thành lưỡi thân ý thương và sáu căn bên trong đối với sáu chân chặt bên ngoài là sắc thân hương vị xúc pháp mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan hoặc nên hoạt vận lực chẳng thuận thành ra người thân cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử của Phật đối với sự thọ quả vào ba đời, người nào có ý muốn giải quyết gì phải đem ba lần gieo tướng mộc đơn các thứ ba này chiếm xét bằng các tần số còn lại căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem như vậy gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một, cầu thượng thừa sẽ được phát thoái chuyển. Hai, cầu quả được chứng hiện sẽ chứng. Cầu duyên giác thừa được không đá chuyển. Cầu tăng văn thừa được phát thoái chuyển. Sức thần thông được sự thành tựu. Tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu. Tu thiền thế gian được sự thành tựu. Giới nào cũng họ là được sự thành tựu. Năm tâm họ được đầy đủ thứ. Cầu thượng thừa những đức tin chưa trụ. Cầu duyên giác thừa những đức tin chưa vững. Cầu tăng văn thừa những đức tin chưa vững. Người được chiến sát chính là bạn làm tùy nghe những gì đều đúng chánh pháp. Người được chiếm xét chính là bạn ác tùy nghe những gì đều sai chánh pháp. Người đang được xem có đức thật sự, người đang được xem không có thật đức. Nghĩa tu quán là không sai lầm, nghĩa được tu quán để làm lộ. Những gì đọc tục là không lầm lộ, những gì đọc tục là lầm là vì lầm lộ. Những hạn được tu chẳng chỉ sai lầm, những gì thấy nghe đều là tướng lạnh. Cơ sở chứ gì đều là chân thật, có hoặc những gì đều là sai lầm, những gì thấy nghe chẳng phải tướng lạnh. Có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính, có kết quả gì là do tà thần sống giữ. Nếu rõ điều gì là trí tà biện bác, biết chỗ huyền diệu chẳng phải giúp người, nên trước tập quán đường lối sáng suốt. Nếu tập đường lối thì được trước đó xem chỗ được học không bị chướng ngại, xem chỗ được học là điều thích nghi, xem chỗ được học chẳng phải ít nghi, xem chỗ được học là đã tu tập đời trước, xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập, xem chỗ được học nếu tăng trưởng lên, xem chỗ được học là phương tiện nhỏ, xem chỗ được học công sự tiền thú vậy thì mong cầu hiện tại chưa được, cầu xuất gia thì sẽ được ra đi, mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy, cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng. Hãy xem việc làm đều là ma sự, xem những việc làm đều là thành tựu, xem việc được làm chẳng được thành tựu, cầu giàu của cải sẽ được xuất thải, cầu hiện vị quan sẽ được kết quả, cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ, cầu tin đã thế xa sẽ được kết quả, xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ, xem chỗ học vấn ít đạt kết quả, tìm thầy tìm bạn được như ý muốn, tìm đệ tử được như ý, tìm cha mẹ được như ý muốn, cầu con trai con gái được như ý, tìm thế thiết như ý, tìm bạn đồng học được như ý muốn. Xem lại những gì
lao lực được hòa hợp người đứng xem tâm họ mạnh hơn, thời dạy mong người không dạy sẽ được hoa nghị cầu sự hòa hợp được như ý muốn. Tâm của người được xem thì hoa nghị người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại người được mời gọi sẽ được nhắm đến người bị chê ghét được rời khỏi họ người mình kính mến sẽ được gần họ. Quán pháp lý dụng ý được tập trung quán pháp lý dụng ý chẳng tập trung người được mời gọi họ sẽ chẳng đến người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến người được hẹn trước ở lại không đến người đang được xem được sự an lành người đang được xem hiện trạng an lành người đang được xem đã không còn thân người trong gặp sẽ được gặp họ những gì mình đang tìm được gặp lại những gì cầu nghe sẽ được lợi lại những gì mình mong tìm. Bên trong có ý thân tịnh hay không, sau có lẽ quý vị tu hành
được phương hại đó là trong người nếu xét trong tâm chẳng được tham tận sâu cho chiếm xét nhưng chẳng tương xứng chỉ là sai lầm của các phương hướng mà thôi. Lại nữa các hạ chúng sanh về đời sau này bất cứ việc gì được chiếm xét đến mà chẳng đạt được kết quả tôi làm việc cầu chứng thì nhiều sự lo âu lúc bị mất bắt ra đâu sợ sẽ phải đi sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta nếu luôn chín thành thì việc chiếm xét sẽ được tốt là nên cầu gì được lấy hiện thời liệt khỏi những sự nghi buồn. Namo Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.